Chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của tôi. Cái gì vậy bà nội? Hè nhoi nhanh cả nhà nha, mọi người đã đi học về hết chưa? Hôm nay là thứ bảy rồi, ngày mai chủ nhật là tụi mình được nghỉ nè. Ngày mai còn có đèo kho báu nữa, mọi người đừng có quên nha. Một cái bộ đồ mẹ con mèo mất ngủ cực kỳ cute của mẹ chỉ muộn luôn á. Nên là ngày mai mọi người hãy tranh thủ vô đèo kho báu nha. Hôm nay thì mọi người thấy mình lại đột nhập vô ạc của Ben GMT mọi người. Thì sau cái series hôm trước là mình đã đột nhập vào nick của Ben á và đã đi thả thính bè gum. Và mọi người lại đưa ra cho mình một thử thách nữa cũng khó không kém luôn. Đó là đây, xin mời mọi người đọc bình luận của cái bè này. Chị ơi chị hãy làm video, đó là chị hãy lấy nick của anh Ben và thả thính chị Bico mẹ Rư đi. Nếu như mà chị làm được á, em sẽ gọi cả trường em đăng ký và like video chị luôn. U là giỏi khiết nghe. Nhưng mà không biết bà này có nói thật không ta. Nhưng mà bây giờ không biết bà có nói thật hay không á. Mà mình thấy cái thử thách mà bà đưa ra cũng khá là kiểu hay á. Và mình không biết nếu như á là bà Beko mà được con trai mà tán tỉnh thì bà sẽ như thế nào ta. Hôm nay thì mình sẽ giả là trai của Tê Hụt Me nha. Bởi vì Ben GMT thì đã tái chế hết đồ rồi á. Nên là mình thấy chỉ có mỗi cái bộ đồ này là cute nhất thôi. Mình sẽ mặc cái bộ đồ cute này và đi thả thính bà Beko Meru để coi á là bà có đổ không nha mọi người. Theo mọi người nghĩ thì bà Beko có mê trai không? Ai mà biết được. Để kiếm bà Beko thì cực kỳ là dễ luôn. Mọi người chỉ cần qua server, đó là server Đông Á nè. Sau đó là mọi người chọn là ngôn ngữ tiếng Nhật. Và ban ngày mọi người đi vào trường á là thể nào cũng gặp bà Beko luôn. Vì bà Beko rất là hay đi học ở trong trường á. U là trời ơi, bây giờ là tiết 3 rồi, mới vô trường một cái mà đã bị điểm F. Trong khi bà Beko bà được điểm A cộng luôn kìa. Trời ơi ngại ghê luôn á. Đi tán gái á, mày lại còn học ngu nữa chứ. Bây giờ mình sẽ giả bộ tiếp cận bà Beko, sau đó là mình chào bà nha, để coi là bà như thế nào nha. Thả cho bà một quả tim nè. Trời ơi bà Beko là hoa hậu thân thiện luôn á. Lúc nào bà cũng giống như là thấy mà mình chào á là bà cũng sẽ chào và thả tim lại thôi. Mình biết tính của bà này mà. Không riêng gì ông Ben GMT đâu nha, mà tất cả các bạn fan luôn á. Hầu như mà gặp bà mà chào là bà đều chào và thả tim cho mọi người đó. Trừ khi mà bà bị hết luật thả tim thì bà mới không thả thôi. Bởi vậy nên đây cũng là một cái tính mình rất là thích ở bà, vì bà rất là cute á. Mình á được mọi người thả thính rất là nhiều luôn á. Mấy bạn fan khi nào mà gặp mình á cũng thả thính hết trơn á, nên là mình cũng biết được một vài câu thả thính. Nhưng mà sao hôm nay gặp bà Beko mình không biết thả cái gì luôn á mọi người. Trời ơi bà lại được điểm A cộng kìa, học gì mà giỏi dữ vậy. Bởi vì mình học không có giỏi nên là mình đi tán bà mình cũng thấy hơi ngại ngại. Nhưng mà không sao, bây giờ mình sẽ thả thính mà theo cấp độ tăng lên nha. Chứ mình mà làm quá là bà sợ bà chạy mất tiêu á. Ờ, bà dễ thương quá à. Rồi hết tiết học luôn rồi, tất cả các tiết học đã kết thúc. Bây giờ thì là cơ hội để cho mình thả thính bả đây. Hồi nãy mình mới khen bả dễ thương nhưng mà chắc là do vô tiết nên là bả không có trả lời mình được. Ôi trời ơi, tắt điện rồi, bây giờ mấy con zombie nó hoạt động rồi, đứng lên bàn cho chắc. Xin chào bạn nha, rất vui được gặp bạn. Mình cũng rất vui được gặp bạn đó. Bạn có thể trở thành bạn bè với mình được không? Ui, bà đồng ý kết bạn luôn kìa mọi người. Chắc là bà thấy Ben GMT là bạn của mình á, nên là bà đồng ý kết bạn liền luôn nè. Cảm ơn vì bà đã kết bạn với mình nha.
ơn, mình phải là người cảm ơn mới đúng chứ. Trời ơi, mình kết bạn với bả mà bả cảm ơn mình quá trời luôn kìa. Bả biết nói tiếng Việt luôn, ghê thiệt. Bả bê cô, bả biết nói tiếng Việt kìa mọi người, bả chắc bả copy trên Google rồi. À, tụi bay á hả? Đi học về không lo, đi về nhà đứng đó mà thả cơm chó đúng không? Có tin ta cắn cho mỗi đứa một cái không hả? Trời ơi là trời, đang đứng thả thính gái mà có con zombie ở đâu á, nó tới mà nó làm như nó muốn cắn mình tới nơi rồi á. Nên là thôi bây giờ mình sẽ rủ bà Beko đi chơi nha. Bây giờ bạn đi đâu, cho mình đi theo với Beko. Bây giờ mình cũng không có biết đi đâu nữa. À, nếu thế thì mình với bạn cùng chơi tiệc trò chơi nha, có được không? Được thôi. Trời ơi, bạn đồng ý chơi tiệc với mình rồi kìa, mình sẽ solo với bà Beko nha. Chứ đứng đây con zombie nó cứ nhìn thấy ghê quá à. Đẹp trai như thế này mày nói ghê. Đầu tiên là cái trò đua bạn Lý Trường Thành, mình sẽ cố gắng là được hạng 1 á để mà nở mày nở mặt chứ đúng không? Bởi vì ban GMT mà sao mà thua được. Bà Beko bà chơi cũng giỏi lắm á mọi người, nên là mình sẽ cố là mình win bả luôn nghe. Trời ơi, cái bà cô bé quàng khăn đỏ này chạy lẹ dữ vậy bà. Trời ơi, khét chua, hẹn một luôn. Bà người đứng thứ hai là bà Beko. Trời ơi, bà này chơi khét thế. Hồi nãy mình thấy cái bà quàng khăn đỏ kia mà, sao bây giờ bà Beko bà đứng thứ hai luôn. Cái trò thứ hai là trò chạy trên vách đá băng. Cái trò này bà Beko bà chơi giỏi lắm mọi người ơi. Bởi vì bà biết chạy đường tắt á. Mình cũng biết chạy đường tắt nhưng mà mình cũng hơi rén ý. Cho nên là thôi mình chạy cái đường tắt bên này nó sẽ dễ hơn á. Chứ mình chạy cái đường tắt như bà Beko thì khó lắm. Biết ngay mà, thế nào bà cũng lượm hạng 1 thôi. Bởi vì bà đi cái đường tắt đấy rất là đỉnh luôn. Còn mình thì mình chạy cái đường tắt bên đây. Ở mền thi đấu thứ hai thì mình đã thua bà Beko rồi. Mình phải tranh thủ thả thính bả chứ. Tại sao bây giờ nãy giờ chơi hoài quên mất cái chuyện chính là đi thả thính bà Beko. Bây giờ mình sẽ hỏi bả là Beko chàng ơi, bạn đã có người yêu chưa? Tôi chưa có. Đó, bà Beko làm gì có người yêu, bả độc toàn thân mà. Rồi nha, bà đã dính chuyện của tôi rồi. Bây giờ tôi sẽ thả thính bà tiếp nè. Ý, đưa bom cho tôi cầm cho. Ủa không, bà không đưa cho mình, bà đưa cho ai á mọi người? Bây giờ còn rất là ít người luôn. Trời ơi là trời, còn có 4 người, 5 người dễ chết quá à. Ý, đưa anh, đưa bom cho anh. Ủa bà không đưa cho mình, bà đưa cho cái bà nào á? Mình kêu đưa bom này cho mình đi, mình là con trai mà, để mình ga lăng chút xíu đi. Đâu rồi, đâu rồi? Bên kia mọi người ơi, vậy là giờ chỉ còn có 3 người thôi, trời ơi. Còn mình với bà Beko, mấy cái bà người Hàn Quốc. Ấy bà kia mà tránh ra cho tôi nha bè. Tôi không biết, đi ra. Trời ơi, chết rồi mọi người ơi. Chết rồi. Ấy. Rồi luôn. Chết quéo luôn. Trời ơi, cái bà ác quá vậy. Tôi đang tán gái mà bà nỡ lòng nào mà để cho tôi chết. Bà Beko bà cũng khóc luôn rồi. Thôi được rồi, bây giờ đi ra ngoài để thả thính bà Beko tiếp. Beko ơi, bạn thật là dễ thương quá à. Hôn gió người ta kìa. Vậy bạn có thích tôi không? Không thèm trả lời mọi người ơi. Nhưng mà nếu như mà mới gặp nhau lần đầu tiên ấy mà thả thính kiểu này thì nó cũng hơi ố về nhờ. Bởi vì làm sao mà thích ngay được. Đúng. Thank you.
danh là chùm trường gì mà 138 tấm thẻ luôn. Mình được mỗi cái điểm A vẽ lại được điểm A cộng rồi. Vậy nên nếu mà mình muốn thể hiện ở trong trường là mình học giỏi là không có được rồi, bởi vì bả đã học giỏi quá trời giỏi rồi, làm sao mà mình giỏi hơn bả được. Nên thôi bây giờ mình sẽ thả thính kiểu khét hơn đi, chứ về học tập là mình không bao giờ mình hơn bả được rồi. Trên thế giới này có rất nhiều điều hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc nhất là được nhìn thấy em. Ghê chưa, cái câu này á là mấy bạn fan chỉ cho mình á. Ô là trời ơi, hôm nay là mình đã học tập được rồi. Mấy đứa trong lớp nó cũng kêu mình là ngầu đấy kìa. Trời ơi, tán gái thế mới gọi là tán chứ. Khít ơi là khít luôn á. Cuối cùng á thì cũng đến giờ ăn trưa rồi. Cuối cùng thì cũng được điểm A cộng. Nãy giờ toàn là điểm A thôi. May quá bây giờ là được điểm A cộng. Bây giờ chúng mình sẽ ăn cơm trưa nha. Đây là món cơm gà nè, bạn ăn đi, mình nhường cho bạn đó. Cha gà. Cái gì vậy bà nội? Tự nhiên lôi cái bịch đồ ăn của cún ra làm gì vậy bà nội? Ăn cơm gà của tôi nè, lấy cái bịch kia ra làm gì? Ủa mà mình ăn mất tiêu rồi còn đâu bà ăn nữa. Thôi ăn tạm đùi gà đi. Yummy yummy yummy, ngon quá trời ngon luôn. Ăn xong thì uống miếng nước nè, để cho nó khỏi bị khát nước. Mình uống coca nha. Bê coi, mình thấy thích bạn lắm đó. Ý của bạn như nào? Bạn là thơm gió người ta thôi, không trả lời mà cứ thơm gió hoài, ai mà hiểu hả? Mình cảm ơn bạn Ben nha. Rồi cuối cùng bạn có thích mình không? Sao bạn cứ thơm gió mình hoài vậy? Mọi người nghĩ bạn Beko có thích mình không? Nãy giờ mình thả thính bạn quá trời luôn á, mà bạn cứ thơm gió hoài à. Bạn này suốt ngày lo học không à, không chịu đứng nói chuyện với mình gì hết trơn á. Bây giờ mình sẽ thả thính thêm một phát nữa để coi bạn như nào nha. Trong game anh đánh gục tất cả, dưới tình trường anh gục ngã trước em. Bê cô làm người yêu mình đi mẹ nha. Bạn làm người yêu của mình nha. Cái gì mà đột ngột dưới ông nội? Mới gặp lần đầu tiên mà bảo làm người yêu hả? Thôi không được đâu, kỳ lắm. Bà bé cô bà không chịu làm người yêu của mình mọi người ơi. Bà kêu là cái gì mà mới gặp mà đòi làm người yêu, nên là bà không chịu làm người yêu của mình. Bà chỉ là làm bạn cùng với mình thôi. Trời ơi là trời, nhưng mà bây giờ mình sẽ thú thật với bà ha. Chứ không thôi lỡ đâu á, bà tưởng Ban GMT thích bà thật á, rồi bà lại hiểu lầm Ban nữa thì kỳ lắm. Bây giờ mình sẽ bảo với bà là mình là Dan Momo đây. Nãy giờ là tôi đùa bà đó. Tôi là Dan Momo nè. Tôi đang đột nhập vào app của Ban GMT để troll bà đó. À, thì ra mày chọn cái chết. À, bà dám troll tôi hả? Thấy chưa? Bà Beko bà biết là được bị troll mọi người ơi. Bà này đúng là thông minh thật đấy. Bây giờ bà đuổi bà quấn mình kìa, cứu mình đi. Trời ơi, bà nào đưa ra cái thử thách này vậy? Rồi luôn, sao mà thực hiện mấy cái thử thách mẹ troll người yêu á? Tôi bị đập hoài à, tôi bị đánh hoài à. Hôm nay là mình đã troll bà Beko là thả thính bà, nhưng mà không thành công rồi mọi người ơi. Bà này bà không có mê trai mọi người. Bây giờ phải làm cách nào để thả thính bà tiếp bây giờ?